phụ gia để tạo đông cứng cho bê tông cũng như là tạo bóng. Đây bên mình đang phân phối cái dòng này, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết. Xi măng bê tông chưa cho phụ gia này, đấy cái hỗn hợp để đúc bên kia bê tông, nhưng cái này mình chưa cho phụ gia. Đấy, đây là thực tế luôn, bây giờ mình sẽ cho phụ gia vào nhé. Đấy, đây là cái phụ gia của bên mình đây, cái này thì mình cho một tí thôi, tại vì tiêu chuẩn của nó là 1 lít, này là chúng ta sử dụng cho 1 tạ xi. Đấy, mình chỉ cho cần tần này thôi, đó gọi là cho vào để cho các bạn trải nghiệm nhé, các bạn nắm được. Đấy, đây các bạn quan sát này, cái bê tông sau khi mà đã cho phủ ra vào này, nó nhuyễn hơn rất là nhiều luôn, thấy không? Đấy, nó có độ nhuyễn, độ tơi này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, lúc trước chưa có phụ gia thì nó đánh đống vào, nhưng mà cho tí phụ gia vào cái, các bạn thấy không? Nó đã nhuyễn hơn nhiều rồi. Thì chúng ta làm rất là nhàn. Đấy, các bạn làm rất là nhàn luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok luôn. Đấy, anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn đấy. Đấy, xin chào, hẹn lại các bạn ở video sau. Vào nhớt rồi các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào thôi. Đấy, mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào. Hỗn hợp thì nó rất là sánh cho nên là hỗn hợp nó rất là sánh cho nên là chúng ta làm nó rất là đơn giản thôi. Đấy, mình sẽ đổ hỗn hợp vào này, chúng ta cứ đổ hỗn hợp vào, sau đó thì chúng ta có thể rung đều lên là ok thôi. Đấy, chân thì mình đã vào nhớt rồi. Gần như là chúng ta làm, nếu mà có hỗn hợp này thì nó rất là nhàn, nhanh đông cứng, dễ ra khuôn và tạo độ bóng cho viên. Đấy, cái điểm của hỗn hợp nó là như vậy. Đấy, thì mình làm đây là làm thủ công chứ còn bên mình làm bằng máy hết. Nhưng mà bình thường thì đây là mình đúc mẫu cho các bạn xem thôi, nên không cần nhiều, chỉ cần mấy viên này thật ok. Đấy, đúc mẫu cho các bạn xem thôi. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy rung. Đây, con rung của bên mình đây sử dụng điện 12V. Máy rung điện 12V.